Ngân 98 lộ diện gây tranh cãi khi ra giá tiền triệu với 10 phút tư vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Sau 77 49 lần phẫu thuật thẩm mỹ, Ngân 98 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Gần nhất, cô ấy có chuyến đi hàng để tiếp tục hành trình sửa mũi. Tính là để vài bữa nó đi quay lên, sau đó bớt xuống. Ú lẹ lẹ. Rồi, cha coi tí vậy thôi nha. <laughs> Đáng nói, khi được hỏi thăm địa chỉ làm đẹp cũng như nhờ tư vấn, bạn gái Lương Bằng Quang không ngại ra giá với lý do đưa ra hợp lý à nha. Ngân cho mình xin địa chỉ làm đi hả Bạn nào mà muốn hỏi Ngân dành ra thời gian để mà Nói cho mấy bạn biết đó là địa chỉ ở đâu Và cái đó nó nằm ở ngay chỗ nào chỗ nào chỗ nào Và Ngân làm những gì trên khuôn mặt làm bao nhiêu Thì mấy bạn có thể liên hệ cho Ngân Mấy bạn có thể chuyển cho Ngân ba củ Ngân sẽ dành ra thời gian 10 phút để nói cho các bạn biết về lý do, cô ấy thẳng thắn chia sẻ vì không nhận quảng cáo cho thẩm mỹ viện, Ngân 98 cũng bỏ tiền ra đi làm đẹp như bao người nên sẽ không thể khơi khơi chia sẻ cho hội chị em. Tất nhiên, loại ý kiến trái chiều đã được gian cư mận đưa ra. Người chống thì đúng là dân làm tiền. Qua hàng tôi dẫn cho đi miễn phí, khỏi phải hỏi, tôi còn tìm đường làm phước không hết. Tự nhiên nhớ bà Trang Nemo ngày trước làm mũi, bà cũng không bia cho thẩm mỹ viện mà ai hỏi inbox bà cũng chỉ hết. Thôi đẹp lạ một mình đi bà. Người bên thì... Ba cũ là gì đâu? Cách đây gần 10 năm tôi cũng chỉ vì muốn biết một bạn trang điểm nổi tiếng làm mũi ở đâu. Tôi mất năm cũ chuyển khoản thì có sao? Hơi ngáo mà thật. Mình thấy cũng đúng mà, ai rảnh mà trả lời. Nói đúng mà, khi mình giỏi chuyện gì đó thì không làm không công. Và mình làm không công đôi khi người ta cũng không biết ơn mình nữa nên cứ tiền trao cháu mút. Ngân 98 hiện đang là cái tên được gian Cư Mận chú ý sau khi cô ấy quyết định tân trang nhan sắc lần thứ N. Tất nhiên, chuyến đi này còn có chú quan đồng hành với cô ấy trên mọi chặng đường, không riêng gì việc phẫu thuật thẩm mỹ. Ngân 98 khẳng định bản thân muốn đẹp hơn mỗi ngày nên không ngại tân trang sắc đẹp. Và lần này mọi người sẽ bất ngờ về diện mạo của cô. Ngay sau khi trở về Việt Nam, nữ DJ đã hé lộ thành quả của mình hậu phẫu thuật thẩm mỹ. Đúng như những gì Ngân 98 mong muốn, sự bất ngờ đến từ cả hai hướng tích cực và tiêu cực dành cho Ngân 98, là khi cô ấy khoe trọn diện mạo mới của mình. Mặt chị ngon đẹp quá dễ thương. Cảm ơn em đã xem. Bây giờ những lời xem đó với chị nó rất là quý, tại vì giờ mặt chị nó đang sưng. Người ta chửi chị. Hình như mũi bị hết lên đúng không chị? Tại vì nó đang sưng cho nên là mọi người sẽ thấy nó hết vậy á. Đây, nhiều cam sâu thì nó sẽ trũng hơn này, là cam trước. Hết sưng là đẹp liền luôn, không đẹp cũng được thôi được rồi. Bây giờ là Hân muốn kéo thanh xuân. Thấy đẹp tự nhiên nhìn trẻ hơn. Nhìn trẻ trung đẹp á. Đẹp hơn trước nhiều. Nhìn trẻ hơn. Mặt này nhìn tự nhiên hơn nè. Một số khác thì lại thích gương mặt trước kia của Ngân 98 hơn. Mũi đang đẹp, em sửa lại ủng quá. Mặt cũ đẹp xuất sắc, nay thi bình thường. Trước sinh hơn nhiều. Cũng có nhiều người tác thẳng tên Hoa hậu Đại Dương Lê Âu Ngân Anh khi cho rằng Ngân 98 sau thẩm mỹ giống cô ấy. Lời này là khen hay chê, chắc chỉ có họ mới biết mà thôi ơ tự nhiên lại thấy giống Lê Âu Ngân Anh, giống Hoa hậu Đại Dương lúc thi. Giờ nhìn giống Lê Âu Ngân Anh nha. Hãy gọi chị là Hoa hậu 1 phần 2 Đại Dương Lê Âu Ngân 98. Chấn động hơn nè là việc khi có quá nhiều người hỏi địa chỉ làm đẹp, Ngân 98 không ngần ngại ra giá tư vấn luôn nha. Con cho mình xin địa chỉ làm đi hả? Bạn nào mà muốn hỏi ngân dành ra thời gian để mà Nói cho mấy bạn biết đó là địa chỉ ở đâu, và cái đó nó nằm ở ngay chỗ nào, chỗ nào, chỗ nào. Và Ngân làm những gì trên khuôn mặt làm bao nhiêu, thì mấy bạn có thể liên hệ cho Ngân, mấy bạn có thể chuyển cho Ngân ba cũ Ngân sẽ dành ra thời gian 10 phút để nói cho các bạn biết. Tất nhiên, chia sẻ này của Ngân 98 đã nhận về nhiều tranh cãi, có người bên và cũng có người chống luôn. Đúng là dân làm tiền, qua hàng tôi dẫn cho đi miễn phí, khỏi phải hỏi, tôi còn tìm đường làm phước không hết. Tự nhiên nhớ bà Trang Nemo ngày trước làm mũi, bà cũng không bia cho thẩm mỹ viện mà ai hỏi inbox bà cũng chỉ hết. Thôi đẹp lạ một mình đi bà. Người bên thì, ba cũ là gì đâu, cách đây gần 10 năm tôi cũng chỉ vì muốn biết một bạn trang điểm nổi tiếng làm mũi ở đâu, tôi mất năm cũ chuyển khoản thì có sao, hơi ngáo mà thật. Mình thấy cũng đúng mà, ai rảnh mà trả lời. Nói đúng mà, khi mình giỏi chuyện gì đó thì không làm không công, và mình làm không công đôi khi người ta cũng không biết ơn mình nữa, nên cứ tiền trao chó mút. Còn bạn, bạn nghĩ sao về diện mạo mới của Ngân 98 cũng như việc ra giá 3 triệu tư vấn 10 phút của cô nàng? Hãy bày tỏ quan điểm, cảm nhận của mình để biết được biết với nha. Top những sao việc có mối quan hệ căng thẳng với phụ huynh, sau ánh hào quang lấp lánh, cuộc sống của các sao Việt là ẩn chứa những nỗi niềm thầm lặng. Không ít người trong số họ phải đối mặt với những tổn thương sâu sắc bởi những mâu thuẫn ngay trong gia đình. Tóc tiên, một cô gái đa tài, bén duyên với ánh đèn sân khấu từ nhỏ, nhờ một tay dìu dắt của mẹ chính mẹ là người đã phát hiện ra tài năng ca hát của con gái và không cần tạo điều kiện cho cô ấy được tỏa sáng không chỉ thế cô nàng còn sở hữu học lực khủng trong kỳ thi tuyển sinh cô đã đủ điểm đậu ba trường đại học danh tiếng thời đó với học lực khủng như vậy định hướng của mẹ tóc tiên là con gái sẽ được du học mỹ và theo ngành y sống trong môi trường tự do tóc tiên dần lột xác cô quyết định cắt mái tóc dài theo đuổi phong cách thời trang quyến rũ và quyết định theo con đường ca hát bỏ dở việc học bên mỹ việc này dẫn đến mẹ tóc tiên từ mặt con gái sự việc vẫn tiếp tục đến hiện tại và có chăng nó đã nhẹ nhàng hơn thuở ban đầu. Vài năm trước, tại đám cưới của Tóc Tiên và Hoàng Thu Liver có sự xuất hiện của ba, nhưng mẹ Tóc Tiên không đến dự. Dù mẹ không hiện diện bên cạnh, Tóc Tiên vẫn tin rằng tình yêu của mẹ dành cho mình không hề phai nhạt, chỉ là cách thể hiện của mẹ hơi khác so với những bà mẹ khác mà thôi. Trương Quỳnh Anh từ nhỏ đã được bố mẹ bao bọc như công chúa, cuộc sống nhông lụa và sự quan tâm hết mực của gia đình. Cô gái trẻ thậm chí còn chưa từng phải tự mình quản lý tiền bạc, mọi quyết định đều được bố mẹ định đoạt. Khi bắt đầu có mối quan hệ với Tim, Trương Quỳnh Anh đã không ngừng ngại đối đầu với gia đình. Sự lựa chọn của cô đã khiến mối quan hệ mẹ con trở nên căng thẳng đến mức vỡ tan. Dù bố mẹ phản đối kịch liệt và quyết định sang Mỹ sống, Trương Quỳnh Anh vẫn luôn kiên quyết đi theo tiếng gọi con Tim. Hiện tại, Trương Quỳnh Anh và Tim đã chia tay và điều này cũng khiến Trương Quỳnh Anh hàn gắn lại với bố mẹ. Đáng chú ý, trong bộ phim Nhà bà nữ ra mắt dịp Tết 2023, Trấn Thành từng nói, anh làm bộ phim này để tặng cho em. Dù chưa rõ là đùa hay thật, câu nói ấy như một khẳng định rằng, Mối quan hệ mẹ con trong phim mang nhiều cảm hứng từ cuộc đời Trương Quỳnh Anh. Miyu, một cái tên không quá xa lạ tại showbiz Việt, nhưng ít ai biết, trước đó cô nàng từng bị cha mẹ cấm hoạt động nghệ thuật, không muốn con gái làm việc trong môi trường phức tạp. Với một gia đình có truyền thống ngành công an, việc Miyu chọn con đường nghệ thuật là một sự phản kháng rõ ràng. Những cuộc tranh cãi giữa cô và bố mẹ luôn diễn ra căng thẳng, để lại những vết thương lòng khó lành. Nhưng với niềm đam mê nghệ thuật, Miyu đã âm thầm dành dụm từng đồng để theo đuổi ước mơ. Kết quả đạt được xứng đáng với những nỗ lực của cô để có được những thành tựu như á khoa đại học kiến trúc và thủ khoa cao đẳng nghệ thuật. Thành công rực rỡ này không chỉ khiến cô hài lòng mà còn khiến bố mẹ vô cùng tự hào. Dù đã chứng minh được tài năng và sự lựa chọn đúng đắn, My Du vẫn chia sẻ rằng giữa cô và bố mẹ vẫn luôn tồn tại những quan điểm khác nhau. Dù không đến mức bị từ mặt như Tóc Tiên hay Trường Quỳnh Anh, bạn có biết đến nghệ sĩ nào vì theo đuổi giấc mơ hay tình yêu đến mức bị gia đình từ mặt hay không? Thả vào đây một chiếc bình luận nha. 7749 lần phẫu thuật thẩm mỹ chưa có hồi kết của Ngân 98 Từng có một nhan sắc khá ổn áp thế này, Ngân 98 lại muốn được đẹp như thế này. Thậm chí, cô ấy còn không ngần ngại rủ chú Quang đi phẫu thuật thẩm mỹ chung vào năm 2019. Những tưởng sau cuộc đại phẫu ấy, họ sẽ dừng lại. Nhưng không, Ngân 98 vẫn tiếp tục làm đẹp bất chấp đến hiện tại. Đợt này là chị làm gối, chị ờ, chị gò bé với lại chị tháo cái cặp dẻ chị dục. Chị dục cái cặp dẻ rồi, giờ cặp chị là cặp thiệt. Sau thẩm mỹ, Ngân 98 cho biết, xấu đẹp gì cũng được, chỉ cần cô ấy cảm thấy trẻ, nếu kết thanh xuân được là được. Và rồi, Giang Cư Mận tiếp lời rằng, em Ngân 98 làm đẹp thật luôn ý, ok lắm luôn rồi em. Chắc xinh trẻ hơn lúc trước đó. Em sửa này nhìn trẻ ra nè, trẻ hơn những chiếc mũi không đẹp như hồi trước rồi. Để gương mặt cũ đẹp hơn bây giờ á, nhìn sao sao á. Ngân 98 trước khi nổi tiếng đã được chú ý bởi gương mặt xinh xắn với những đường nét hài hoa. Tuy nhiên, sau 7749 lần phẫu thuật thẩm mỹ, gương mặt ấy đã có phần khác lạ người khen cũng nhiều mà người phản đối cũng không ít. Để mình nói về những lần thẩm mỹ của Ngân 98, không thể bỏ qua cuộc đại phẫu năm 2019 cùng nam ca sĩ Lương Bằng Quang, cũng là bạn trai của nữ DJ. Thời điểm đó, Ngân 98 đã bốc giá từng bộ phận thẩm mỹ nhưng mắc hết 15 triệu, mũi 60 triệu, cầm 70 triệu. Thời điểm đó, Ngân 98 nhận về khá nhiều lời khen bởi gương mặt sau tân trang. Xong, với Ngân 98, cô cho biết phần mũi chưa được như mong muốn nên sẽ sửa tiếp. Có lẽ vì sự cầu toàn ở bộ phận này mà tính đến nay, người đẹp đã có đến 9 lần phẫu thuật thẩm mỹ phần mũi. Không chỉ có nhiều lần đại tù nhan sắc gương mặt, Ngân 98 còn tiết lộ việc can thiệp vòng 3. Và đây là bộ phận cô nàng cảm thấy khó nhận nhất sau những gì đã trải qua của những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Ở diễn biến mới nhất, Ngân 98 tiếp tục hành trình thẩm mỹ của mình ở xứ sở Kim Chi. Hiện tại, Ngân 98 đã tự tin khoe gương mặt sau tân trang, mặc dù gương mặt của cô vẫn còn hơi sưng. Hết sưng là đẹp liền luôn. Không đẹp cũng được, trẻ thôi được rồi. Bây giờ là Ngân muốn níu kéo thanh xuân. Sau khi lộ diện, nhiều người cho rằng Ngân 98 nên làm môi nữa là hoàn hảo, song bạn gái Lương Bằng Quang phản hồi rằng cảm thấy nó cũng Với giao diện mới này, nhiều netizen đã ra lời khen, chê Ngân 98 như sau Em Ngân 98 làm đẹp thật lưu ý, ok lắm luôn rồi em Mình thích dáng mũi như này, mũi trước nó lộ sống mũi quá, nhìn như này mặt baby nhiều hơn luôn Công nhận nhìn trẻ hơn nhiều, nhìn quen đẹp mà Thấy đẹp tự nhiên, nhìn trẻ hơn, nhìn trẻ trung đẹp á, mặt cũ đẹp xuất sắc, này thì bình thường, trước xinh hơn nhiều còn Mini thấy sao với diện mạo mới này của Ngân 98? Hãy thả vào đây một chiếc comment cho xôm nha! Loạt rapper cộng đồng mạng luôn tin tưởng, bỏ qua loạt cái tên đang gây tranh cãi trong đời sống tình cảm đi. Ở đây, chúng tôi có loạt nhân vật là bảo chứng cho điều ngược lại nè. Justin, Trâm Anh, từ mối quan hệ idol thần tượng tới gia đình hạnh phúc hai con đủ nếp đủ tẻ. Remastic, ông chồng cực phẩm dù bận gì vẫn không quên đón con thay bà xã Thanh Huyền. Big Daddy, Emily dù nổi tiếng nhưng vẫn luôn song hành cùng nhau. Hay cả rapper tiếng lạc tạm gác bỏ sự nghiệp để dành thời gian cho gia đình nhỏ. Là fan girl của các idol nam thần, chắc hẳn mẹ sao ước được một lần chạm tay đến thần tượng. Chỉ nhiều đó thôi là đủ rồi chứ nói gì đến một tình yêu đúng không nào? ấy vậy mà cô nàng Trâm Anh lại có tất cả mới chất chứ. Và người yêu, người bạn đời của cô ấy, không ai khác chính là rapper Justity. Vào năm 2013, khi Trâm Anh là hot girl trường báo đang được nhiều người chú ý, thì Justity đã nổi đình đám với bài hit Forever Alone. Cặp đôi đã gặp nhau lần đầu tiên tại một sự kiện. Cũng ngay từng lần gặp đó, nàng hot girl đã mê mệt tài năng của Justity và trở thành fan cứng của anh chàng. Thế rồi họ yêu nhau, một tình yêu thật êm đềm. Năm 2018, Trâm Anh và Justity chính thức về chung một nhà. Sau khi kết hôn, cả hai lần lượt chào đón hai con cưng và đến hiện tại, họ đang có một gia đình bốn người vô cùng hạnh phúc luôn nha. Bên cạnh Justin, Ramastic cũng là một trong những nam rapper nhận về sự quan tâm lớn ở mảng đời tư. Vào năm 2018, Ramastic tổ chức đám hỏi với hot girl Thanh Huyền hay còn gọi là Mid sau thời gian dài hẹn hò. Đến năm 2019, cả hai tổ chức đám cưới với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng các thành viên Space Speaker. Đến tháng 7 năm 2020, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng. Remastic không giấu giếm hình ảnh của con trai mà thường xuyên khoe lật hình ảnh đáng yêu của bé với khán giả. Đặc biệt, dù bận rộn tới đâu, song Remastic vẫn dành thời gian nhất định cho gia đình. Đặc biệt là việc đưa đón con trai cưng nè. Ai nói đám cưới với người cùng làm nghề khó bền thì Big Daddy, Emily chính là những chương sống cho điều ngược lại. Nếu quan tâm cặp đôi này, bạn sẽ biết từ năm 2009, Big Daddy và Emily đã hẹn hò, nhưng chỉ một năm sau khi Big Daddy quay trở lại Nga, cả hai đã chia tay nhau. Đến năm 2015, khi gặp lại, Peter Daddy và Emily yêu lại từ đầu. Chia sẻ mối quan hệ với Emily thời điểm này, Peter Daddy từng tỏ bày. Năm 2015 có dịp gặp lại, rồi không tránh khỏi duyên số ông trời đã định. Thì lúc đó, mình cảm thấy sự quan tâm của Lee dành cho mình rất khác hồi trước, trưởng thành hơn, để ý nhiều thứ hơn. Ngày xưa thì cả hai đứa con nhỏ, kiểu trẻ con, chưa đủ chín chắn. Đến năm 2016, 2017, Emily liên tiếp sinh hai con, đủ nếp đủ tẻ, xong hầu như khán giả không hề biết gì. Và đến năm 2019, cặp đôi mới công khai chuyện có con. Emily từng chia sẻ, chồng chăm con, nấu ăn khéo hơn cả cô. Đặc biệt, vì cả hai đều xuất thân từ môi trường underground, nên họ khá dễ dàng hiểu nhau, dù chẳng cần nói gì nhiều. Sẽ thật thiếu sót khi không nhắc tới rapper Đinh Tiến Đạt, một trong những rapper đời đầu chiếm được thiện cảm của người hâm mộ. Mặc dù đã lui về ở ẩn một thời gian dài, song khi tái xuất ở anh trai vực ngàn chông gai, anh ấy vẫn nhận về nhiều sự quan tâm. Bên cạnh sự nghiệp, gia đình nhỏ của nam rapper cũng nhận về vô số sự chú ý đó nha. Rapper Đinh Tiến Đạt thành hôn với bà xã Thủy Vi vào năm 2018. Cô dâu không phải nghệ sĩ mà chỉ hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và tổ chức sự kiện. Từng chia sẻ với truyền thông, Tiến Đạt cho biết cuộc sống có nhiều thay đổi kể từ khi kết hôn và lên chức bố. Tôi phải có kế hoạch cho bản thân mình, không thì sẽ rất lộn xộn. Tôi không nghiêm túc thì chắc chắn con mình sẽ không nghiêm túc. Tôi phải có kế hoạch thắt chặt chi tiêu, không còn mua lung tung. Ngày trước, tôi thích gì thì mua đó, nhiều khi cầm đồ trên tay xong lại không dùng. Khi có con, tôi cảm thấy những việc đó quá lãng phí. Tôi nhận ra mình phải thay đổi, không thì con sẽ không có sữa uống. Tôi phải tự lập kế hoạch, thay đổi thói quen để phù hợp với gia đình. Ngoài ra, tôi cũng là một người bổ nghiêm khắc, rất thương con, nhưng tôi cũng muốn con có nề nếp một chút. Mấy nay nghĩ sao về cuộc sống đầy viên mạng của các rapper này? Hãy thả vào đây một chút bình luận cho xem nha. Giang chiến sĩ nữ nói gì khi đến Sao Nhập Ngũ 2024? Không chỉ người nổi tiếng Nam mới tham gia Sao Nhập Ngũ, toàn chị em này cũng khiến dân tình đứng ngoài không yên khi họ khoác lên mình chiếc áo lính. Từ ca sĩ, diễn viên tới cả rapper, DJ, hoa hậu, ai ai cũng có thể trở thành chiến sĩ xịn sò à nha. Vậy hành trang của họ mang tới Sao Nhập Ngũ là gì? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Với khởi đầu tốt đẹp là phiên bản Sao Nhập Ngũ dành cho phái mạnh, Sao Nhập Ngũ đã ra đời với sự hưởng ứng không kém từ các anh trai. Sắp tới đây, 8 cô gái tham gia sao nhập ngũ sẽ là 8 nhân tố, hứa hẹn nhiều sự bất ngờ đó nha. Đã bao giờ bạn thấy rapper nữ mà nhập ngũ chưa? Và Nguyễn Diệu Huyền, tức Pháo, sẽ là người đó. Mặc dù ít khi tham gia chương trình truyền hình, song với sao nhập ngũ, Pháo không ngại ngần nhận lời với lý do muốn thử thách giới hạn của bản thân. Hơn cả là vượt lười để bố mẹ tự hào hơn về mình. Còn đây là Huỳnh Uyển Ngân, cô em gái ngoan sinh yêu của Trấn Thành nè. Lý do tham gia sao nhập ngũ của Uyển Ngân vô cùng đơn giản là để coi sức mình dài tới đâu. Đang nói, khi ba mẹ sau nữ nghe tin cũng chẳng mấy ngạc nhiên bởi họ biết rằng không ai ngăn cản được cô nếu cô đã muốn. Và lời hứa của cô ấy ở sau nhập ngủ là sẽ cháy hết mình, không một lời than vãn, quyết thắng. Nào nào, để lời hứa của Nguyễn Ân ở đây rồi xem cô ấy làm được tới đâu nha. Đây đây, nông tiên tới đây, để rồi xem nàng hậu khi ra trận sẽ thế nào nè. Việc Nguyễn Thúc Thi Tiên tham gia sau nhập ngũ có lẽ không có gì sai lạ với công chúng bởi vốn dĩ cô ấy luôn thể hiện mình là người thích những thử thách khó nhăn. Tuy nhiên, với môi trường quân đội thì cũng giật mình nhẹ à nha bên cạnh đó, thùy tiên còn thổ lộ ai cũng có những khuyết điểm chưa hoàn hảo nên cô ấy sẽ không che giấu khuyết điểm của bản thân, sẵn sàng đối diện và hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. thùy tiên hy vọng khán giả sẽ hiểu hơn về một cô gái độc lập không gắn liền với danh xưng hoa hậu. thấy streamer tham gia sao nhập ngũ bao giờ chưa? rõ là thấy rồi ra. anh độ anh xem mấy đồ đó. mà giờ là phái nữ xuất chiêu à nha? là misty nè. mặc dù thông báo trải nghiệm nhiều rồi, mà qua reaction thì lần này misty đã quyết tâm có sự trải nghiệm thực sự để xem người chạy bộ bằng bàn phím như cô sẽ chạy bộ được bao nhiêu km. Với tinh thần thừa thắng xông lên, Misty hy vọng rằng mình đứng trong top 3 và là người có điểm số cao nhất. Mục tiêu cô ấy đưa ra là kỷ luật hơn, dậy sớm hơn, khỏe hơn. Trong mùa này, có lẽ một trong những người mà mọi người dành nhiều sự lo lắng nhất là Jun Vũ, Vũ Phương Anh. Bởi cô ấy quá mỏng manh đi. Tuy nhiên, ý chí của sao nữ thì không hề mỏng manh đâu nha. Đến với sao nhập ngũ, Jun Vũ đã chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng chiến hết mình trong mọi thử thách. Chỉ cần không đứng bét là được. Còn mục tiêu lớn nhất khi tham gia chương trình của Jun Vũ là không muốn trở thành trở ngại của ai trong tập thể. Thấy nữ DJ đi bộ đội bao giờ chưa? Mie Trương Tiểu My tham gia sao nhập ngũ rồi nè. Chắc chắn với cô gái này, đây sẽ là một hành trình trải nghiệm và khám phá giới hạn của bản thân. Thử thách chính mình, dám hay không dám vượt qua lằn ranh của sự sợ hãi đó nha. Mọi người có tin cô ấy không? Còn với Liz Kim Cương, sao nhập ngũ như một khóa học để chấn chỉnh bản thân, tích cực hơn, quyết lực hơn trong mọi hành động. Liz Kim Cương cũng sẽ cố gắng hết sức trong mọi thử thách, cố gắng để không thua quá nhiều. Để rồi coi, cô ấy sẽ làm được tới đâu nha. Ơn giờ chị Mai đây rồi, mà đó là chị Mai trong phim của Trấn Thành Còn ở sao nhập ngũ là chị Phương Anh Đào nha Nữ diễn viên tin rằng sao nhập ngũ sẽ là một hành trình trải nghiệm thú vị Hơn cả là sự thấu hiệu của khán giả đối với mình Để rồi xem cô ấy sẽ che chở cho đồng đội hay ngược lại nào Xương xương tám cô gái xuất hiện là thấy chương trình ấm em rồi nha Mấy ý thích ai nhất, mạnh dạng thả vào đây một chiếc comment nào Nhiều người lên tiếng minh vực con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh Trường Giang đưa hai con về quê, Nhã Phương ở đâu? Hé lộ lý do chồng Úc Thanh Vân không sang Úc cùng vợ con Các thượng có phản ứng ra sao khi có người nhắc Thái Hòa Quán quân các việc trần tình loạt phốt Ami kết hợp cùng nam rapper, ai sợ thì đi về trong ca khúc tái xuất Mi lên đồ chuẩn tổng tài đi chấm thi Xin chào, mình là Yến Linh, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong giải trí Ibis hôm nay và ngay bây giờ mời mọi người vào từng nội dung chi tiết. tiến binh vực con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Những ngày qua, ồn ào liên quan gia đình của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã nhận về nhiều quan tâm, đặc biệt là khi mối quan hệ giữa Hồng Loan với những người tưởng chừng rất thân bị rạn nứt. Trong đó, đỉnh điểm là với anh hai Vũ Luân, nam nghệ sĩ ưu tú cũng là con nuôi của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Giữa lúc chân tình đang hoang mang, không ít người đã đứng ra nói lời chân tình với Hồng Loan. Trong đó có cả sao Việt, không ai khác chính là Bích Trâm và nghệ sĩ Linh Tý. Vợ chồng tôi không đứng giữa để bị người ta nói ba phải. Vợ chồng tôi đã thương Hồng Loan thì sẽ luôn đứng về phía Hồng Loan. Ai thương Hồng Loan thì chúng tôi chơi chung. Còn những người đã từng là anh em với nhau nhưng giờ không tốt nữa thì vợ chồng tôi cạch mặt không chơi cùng nữa. Chúng tôi vẫn lập trường như vậy. Đã nghèo rồi thì chơi tới cùng. Có nửa đường dừng lại cũng không thêm được đồng nào. Bên cạnh đó, một nhà báo có tiếng cũng từng rất thân thiết với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã lên một bài viết dài nhằm trải lòng về Hồng Loan. Nói về ngày nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ra đi mãi mãi, nam nhà báo cho biết. Nhìn Hồng Loan xanh xao, bơ phờ rất tội. Người này cũng khẳng định, ở đám tang ấy, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh chẳng thể ngờ sóng gió gia tộc sẽ xảy ra và cô ấy được thừa hưởng những gì từ ba mình. Để mà diễn hiếu thảo hay diễn yêu thương. Câu chuyện thứ hai người này kể liên quan đến ngày 20 tháng 11 là khi Hồng Loan thay ba quan viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền, là người chị và cũng là người thầy mà nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vô cùng kính trọng. Hồng Loan còn thăm nghệ sĩ Hồng Nga, người từng nhiều lần đóng vai mẹ của ông Hoàng Cải Lương, rồi cả nghệ sĩ Hồng Sáp, người hay lo trang phục cho ba cô ấy biểu diễn mỗi lúc sinh thời. Chỉ mới đây thôi, năm nhà báo tiết lộ qua thăm Bình Tinh, Hồng Loan bất ngờ biến mất. Thì ra là cô ấy tới thăm một ngôi đình thấp nhang bởi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh từng lui tới trước đó. Tất cả những điều ấy khiến năm nhà báo luôn dành một niềm tin, một tình yêu thương dành cho Hồng Loan và anh ấy chưa tìm ra được lý do để dừng lại điều đó. Còn mọi người có cảm nhận như thế nào về Hồng Loan? Hãy bày tỏ quan điểm của mình để Ibis được biết với nha. Trường Giang đưa hai con về quê, Nhã Phương ở đâu? Sau 5 năm kết hôn, Trường Giang, Nhã Phương đã là cặp đôi đẹp của Vbiz. Mặc dù công việc vô cùng bận rộn, song cặp đôi vẫn dành thời gian để cùng chăm sóc hai nhóc tỳ là con gái Destiny và con trai Hoff. Vào sáng nay, ngày 1 tháng 8, Trường Giang đã đăng tải bức ảnh check-in tại sân bay với dòng trạng thái. Cha con khăn gói về quê. Trong hình ảnh được chia sẻ có thể thấy, nam danh hài sứ quản điệu con trai Hoff và nắm tay con gái Destiny. Lương trước được việc nhiều người xã hội Nhã Phương nên sau năm đã nhanh chóng để lại lời chúc thích. Hình chụp bởi Nhã Phương. Không chỉ nổi tiếng là người cưng vợ như trứng mỏng, Trường Giang còn ghi điểm vì cách dạy con khéo léo, Từng chia sẻ điều này, sau Nam thổ lộ. Tôi luôn giao tiếp với con mỗi ngày, chơi đùa, nói chuyện, nói trên trời dưới đất cũng được. Nhưng con không được xem tivi và chơi iPad quá nhiều. Điều quan trọng nhất là phải nói chuyện với con. Khi nói chuyện với con thì đầu óc của tôi rất thoải mái. Ấn tượng ban đầu khi tôi gần gũi con là làm bạn với con thì sẽ tốt hơn. Bạn nghĩ sao về gia đình hiện tại của Trương Giang? Hết lộ lý do chồng ốc Thanh Vân không sang Úc cùng vợ con. Sau một thời gian ở Úc, vào tháng 6 vừa qua, ốc Thanh Vân đã đưa bà con trở về Việt Nam. Đến tối ngày 31 tháng 7, Ốc Thanh Vân đã đăng tải video ghi lại hành trình trở lại Úc cùng các con. Nữ diễn viên thổ lộ, tạm biệt Sài Gòn, tạm biệt những ly cà phê ngon, mẹ con mình lại bay sang Úc đây. Đúng là một tháng trôi qua cái vèo luôn, một chuyến trở về quê nhà chữa lành, mình đã lên được mút rồi nè. Hành lý thì nặng, nhưng tinh thần thì nhẹ hơn nha, vì có hai người nhà thăm gia đình mình, được một thời gian ngắn thôi, nhưng được khúc nào mừng khúc đó. Theo tiết lộ, doanh nhân Trí Rùa sẽ không đồng hành cùng vợ con trong chuyến đi này do vướng bận lịch trình công việc. Khoảng tuần thứ hai của tháng 8, anh mới bay sang Úc bên cạnh đó, ba mẹ ba con chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên cạnh chồng kèm lời nhắn nhủ, hẹn với nhau rồi đó, chứ xa nhau quá chịu không nổi mọi người ơi. Qua chi tiết này, một lần nữa chứng minh vợ chồng gia đình của Úc Thanh Vân vẫn đang vô cùng yên ấm hạnh phúc đó nha. Các Phượng có phản ứng ra sao khi có người nhắc Thái Hòa? Có một sự nghiệp phát triển song đường tình duyên của các Phượng lại khá lần đận. Sau những biên cố khó khăn lắm các Phượng mới cân bằng lại cuộc sống và giờ đây mẹ một con đã có thể một lần nữa công hiến cho nghệ thuật nước nhà. Trong bài chia sẻ mới đây trên trang cá nhân một khán giả bất ngờ nhắc về tình cụ của các phượng. Cụ thể, người này để lại bình luận, các phượng ơi, Thái Hòa đâu rồi, lâu quá không gặp Thái Hòa rồi. Sau đó, các phượng đã trả lời với thái độ vô cùng thoải mái. Thái Hòa, ba cu bơm, đang ở nhà với bé gấu, vợ Thái Hòa. Chỉ cần địa chỉ không, em nhắn xin cho chị đến thăm Thái Hòa nhé. Trước đó, các phượng từng trải lòng sau độ vỡ hôn nhân với Thái Hòa như sau. Tôi nói thẳng là bản thân tôi từng yêu cuồng sống vội. Sau khi ly dị, tôi mới thấy lúc đó mình sai. Đừng vội vã khi yêu, nghĩ rằng cứ rồi tính, sau khi hôn nhân đổ vỡ, tôi mới nghiệm ra phải sống chậm lại, làm gì cũng suy nghĩ kỹ hơn. Ngày xưa tôi rất sốc nổi. Bạn nghĩ sao về cuộc sống hiện tại của các phượng? Quán quân rắp việc trần tình loạt phốt. Sau 7749 chiếc phốt của các rapper đang gặp thời, thì Double 2T cũng bị réo gọi với những lời lẽ không hay về anh. Không lâu sau đó, năm rapper đã lên một bài viết dài nhằm phản hồi lại những lời phốt kia như sau. Với danh dự của mình, mình xin khẳng định trong quá trình trước khi thi rắp việc mùa 3 cho tới khi cuộc thi kết thúc thì mình hoàn toàn không ở trong bất kỳ một mối quan hệ tình cảm nào. Và những việc mình chia sẻ về chuyện tình cảm cá nhân ở giai đoạn đó hoàn toàn là sự thật, không có bất kỳ lý do bị đặt nào ở đây cả. Về việc tổ chức họp báo cùng fan meeting, sau cuộc thi thì mình vẫn luôn trăn trở, mong muốn được dành tặng các fan của mình một album hoàn chỉnh. Nhưng mọi người cũng biết, khi đó, lịch làm việc và dự án của mình rất dày đặc, mình không có đủ thời gian và chất xám để sản xuất một album mới hoàn toàn nên mình đã cùng với những người bạn làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thiện những demo mà mình đã lưu giữ từ trước để dành tặng mọi người. Ngày album ra mắt được ấn định vào đúng ngày sinh nhật của mình nên mình mới nghĩ rằng sẽ thật tuyệt vời nếu mình có thể vừa ra mắt món quà mà mình đã tâm huyết thực hiện, vừa có thể gặp gỡ fan club và đón một ngày sinh nhật thật ý nghĩa cùng mọi người. Nếu trong quá trình thực hiện có điều gì khiến mọi người không thoải mái, mình xin chân thành xin lỗi và sẽ rút kinh nghiệm. Mình cũng nhân cơ hội này xin được gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới các nhãn hàng, đơn vị tổ chức, các anh chị và các bạn fan nếu như trong quá trình đó mình có vô tình làm ảnh hưởng tới cảm xúc của mọi người. Bởi đây cũng là lần đầu tiên mình phải đối mặt với một cường độ công việc lớn như vậy. Và mình sẽ rút kinh nghiệm sắp xếp lịch trình làm việc khoa học hơn để có đủ sức khỏe và tinh thần đáp ứng công việc. Mình luôn quan niệm sẽ làm việc thật chăm chỉ, tôn trọng đơn vị tổ chức và xem các bạn fan, khán giả như người thân. Mỗi dịp được gặp mọi người là cơ hội nên mình rất quý trân trọng. Còn ở câu chuyện mình nhắc nhở một fanpage trong group gia đình nọn là do cái tên của Pay, Double 2T, người tuyên quan chất. Ban đầu, bạn này có đặt tên giống Pay chính thức của mình là Double 2T, người miền núi chất, khiến nhiều nhãn hàng hiểu làm rằng đó là bài chính thức của mình, gây ảnh hưởng trực tiếp tới công việc. Do một số hashtag trong bài post dễ gây nhầm lẫn và chính nhãn hàng đã liên lạc với mình để yêu cầu bài đó gỡ bỏ hashtag cho cái tên giống Pay của mình. Dù mình đã cố liên hệ nhưng phải mất nhiều thời gian. Sau đó, bay mới đổi tên. Vì các bạn yêu quý mình và tạo ra những fan club như vậy là một điều mình rất trân trọng. Nhưng việc đặt tên để mình vào thấy khó như thế thì mình cần phải lên tiếng và đã được Bay hỗ trợ. Hiện tại, Bay đã đổi tên và vẫn đang support cho mình. Bạn nghĩ sao về những chia sẻ này của Double2T? Ami kết hợp cùng nam rapper Ai Sợ Thì Đi Về trong ca khúc tái xuất. Suốt những ngày qua, netizen đã đứng ngồi không yên trước sự tái xuất của Ami. Bởi trước đó không lâu, cô gái này từng được người người tìm kiếm vì sự biến mất đột ngột và hôm nay cô ấy sẽ bù đắp sự thiếu vắng ấy cho khán giả bằng mini album mộng mi bao gồm 5 ca khúc mộng du kết hợp cùng mck người vừa qua gây sốt với câu nói ai sợ thì đi về cuộc gọi lúc nửa đêm beautiful nightmare miền mộng mỹ và hai câu hỏi vì sao đáng chú ý hơn cả là ca khúc mộng du được kết hợp với mck đây là lần đầu tiên ami kết hợp với chàng rapper này vì vậy rất nhiều tò mò không biết họ sẽ phối hợp với nhau như thế nào còn bạn bạn có tò mò và mong chờ không hãy thả vào đây một chiếc bình luận để ibis được biết với nha Miyu lên đồ chuẩn tổng tài đi chấm thi. Sau đám cưới cổ tích với thiếu gia Minh Đạt, Miyu lại càng nhận về nhiều sự quan tâm của công chúng. Xuất hiện trong buổi chấm thi đầu án tốt nghiệp của sinh viên chuyên ngành thời trang mới đây, Miyu như hóa nữ tổng tài thực thụ với trang phục váy trắng đơn giản, phần dáng ôm sát, khoe khéo phúc dáng chuẩn chỉnh. Đáng nói hơn cả, cô ấy còn đính kèm hàng loạt phụ kiện trong đó, phải kể đến mẫu đồng hồ đính kim cương với chiếc giá gần 250 triệu đồng, khiến tổng thể outfit của Miyu càng thêm phần sang chảnh. Trước đó, tại một sự kiện diễn ra vào tháng 7 năm 2024, Miyu ghi điểm với tạo hình tựa nàng công chúa cổ tích, kết hợp cùng phong cách trang điểm đơn giản, theo tông màu hồng đào. Đính kèm trang phục này là chiếc túi hàng hiệu màu bạc phản quang trị giá khoảng 150 triệu đồng. Đang nghĩ sao về những outfit này của Miyu? Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại giải trí Abit ngày hôm nay. Yến Linh xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn. Đừng quên theo dõi iBis để cập nhật tin tức hot mỗi ngày nha.